chào quý vị và các bạn nhé. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Bình Thới, phường 11, quận 11, hồ có một cái người bán hàng rong này các bạn. Bây giờ thì trời, Tuấn Dương nhận thấy bây giờ trời này rất là nhiều mây rồi. Có thể là sẽ có một cái cơn mưa lớn. Đạp điện Việt Nam đó các bạn. Giờ có thể là xe Honda và xe đạp điện, còn xe đạp phổ thông thì động cơ thì hơi ít, nhưng mà có lẽ là xe Honda vẫn là xe khá phổ biến. Bác mua bánh mì giống như hôm qua cho em nhá. Bánh mì có xúc xích ở giữa đúng không? Đây là bằng cây hữu cơ lên đây hành nha các bạn. Đây chúng ta đang đi ở đường Lê Đại Hành. Phía bên tay trái là cái tòa nhà Lữ gia Plaza, rồi một cái tòa nhà là chung cư Lotte ở dưới cái phần chân đế của cái tòa nhà này. Chúng ta dừng chờ đèn đỏ ở đây nhé. Đây là tòa nhà Bắc Sân đây các bạn. Đây cũng là một cái vị trí đặc biệt và khá là đẹp. Ngã tư ngã năm Lê Đại Hành này, 3 tháng 2, Lãnh Minh Thăng, rồi có cơ điều đây, trước mặt cái biển đỏ kia là Lê Đại Hành các bạn. Đó, phía bên tay trái theo cái hướng 3 giờ thì là đường 3 tháng 2, hướng 9 giờ thì là cũng là đường 3 tháng 2 luôn. Còn cái hướng 1 giờ thì đó là đường có cơ điều. Hướng 4 giờ thì là đường Lãnh Minh Thăng.
nắng thật các bạn ạ. Nắng không quá.
dừng ở đây nhá. Bye bye quý vị.